Rồi, hello anh em, đang xem YouTube của Hồng ha. Hôm nay Hồng giới thiệu với anh em một mẫu xe được chào bán tại MT Motorcycle. Đó là chính là con Kawasaki W175 ha. Xe này là biển số Sài Gòn nha anh em, đăng ký lần đầu là 2018 ha, màu đen. Đó. Lốp thì đã được thay một cặp lốp to hơn, lốp zin nhìn rất là ngầu. Đó. Rồi, cổ bô là được quấn giải titan nè. Đấy, máy móc nguyên zin nha anh em. Cô xe bên mình là có bảo hành máy móc 3 tháng cho anh em chơi thoải mái ha, hỗ trợ quay đầu cho anh em. Đó. Thì xe này là đã được thay thế một cái đồng hồ đồ chơi kiểu dáng đu Scrambler nha. Đó. Xe biển số Sài Gòn mình đang chào bán với giá là 4x triệu nha anh em, ít lớn nha. Hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha anh em, hỗ trợ rút gốc và ship xe về tỉnh cho anh em muốn sang tên về tỉnh ha. Đó. Cái cốp này được design với cái lỗ lại này nhìn rất là đẹp, sơn mới thay hoàn toàn luôn. Đó, gì rồi. Anh em nào quan tâm dòng xe này thì ghé bên mình ha, MT Motorcycle, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Xe này đang được bán với giá là 4x triệu nha anh em, ít lớn nha. Rồi, anh em có thể ghé cửa hàng hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình là 089 8686 337 nha. Hoặc là số hotline của bên mình là 0868 966 377 ha. Mua xe bên mình có thay nhớt và bảo trì lần đầu hoàn toàn miễn phí cho anh em nha. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái clip của Hồng. Anh em nào mà yêu quý cái kênh YouTube của mình thì nhấn đăng ký và theo dõi những clip sắp tới. Hồng sẽ quay về những chiếc xe bán tại MT Motorcycle ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.